Mạnh tay với những vi phạm trong xây dựng cũng là điều cần áp dụng đối với nhiều vấn đề nóng bỏng hiện nay, trong đó có tình trạng khai thác cát trái phép. Hậu quả mà hoạt động này gây ra có lẽ không cần phải đề cập lại. Đáng quan tâm là chế tài đối với hành vi này như thế nào cho đủ sức răn đe. Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, xâm hại tài nguyên môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33 quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi khai thác cát trái phép. Nghị định cũng quy định khi khai thác cát ở lòng sông có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác từ 0,5 hectare đến dưới 1 hectare và vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 2m đến dưới 5m thì bị phạt từ 100 đến 300 triệu đồng. Đối với hành vi khai thác cát trái phép để làm vật liệu xây dựng thông thường, không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng khai thác từ 50 mét khối trở lên mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt từ 100 đến 200 triệu đồng. Nghị định nêu rõ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc là nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.